Anh bully xe Ben ơi, anh bully xe Ben ơi, dậy đi, dậy đi. Ủa, bully xe cậu, em qua nhà anh có gì không? Nay chúng ta được nghỉ làm mà, em chạy qua đây rủ anh đi chơi đó. Ồ, đi chơi hả? Nhưng mà đi chơi ở đâu vậy em? Em nghe nói có một kho báu kẹo ở trong khu rừng khủng long đó anh. Hay bây giờ em và anh cùng nhau đi vào trong khu rừng khủng long tìm kho báu kẹo đi. Wow, trong khu rừng khủng long có kho báu kẹo sao? Được, được, được. Bây giờ em và anh cùng nhau đi nha. Nhưng mà trước tiên mình phải ăn sáng cái đã. Ở đây anh có rất là nhiều kẹo luôn nè. Em ăn sáng chung với anh đi. Ăn xong chúng ta sẽ đi. Dạ, dạ, dạ. Wow, kẹo của anh Bully Seben nhìn ngon quá à. Wow, đây là kẹo trái đất nè. Wow, bên trong này có mứt nho nữa. Wow, thơm quá anh ơi. Rồi, em cảm ơn anh nha. Bây giờ em ăn thử coi. Nhâm 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 nhâm. Wow, ngon quá, dẻo quá đi. Nhâm 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 nhâm. Ngon quá, ngon quá. Em cảm ơn anh. Bây giờ tới lượt anh ăn đây. Đây là kẹo hành tinh nè. Rồi, xé ra nha. Kẹo này cũng rất là thơm luôn. Cái nhân trong này á là nhân dâu nha. Đó. Nhìn ngon chưa nè. Ui. Rồi, anh ăn đây. Nhâm 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 nhâm. Wow, ngon quá, ngon quá. Tiếp tục. Nhâm 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 nhâm. Wow, thơm mùi dâu mà dẻo quá. Rồi, anh còn cái kẹo này nữa nè. Đây là kẹo dẻo bánh pizza. Rồi, Bully xe cậu, em ăn trước đi. Dạ, dạ, để em mở ra. Wow, kẹo này nhìn ngon quá anh ơi, rất là đẹp luôn. Nhiều màu sắc quá à. Bây giờ em sẽ ăn một cái pizza trước nha. Đây là cái này ra ăn. Rồi, ăn thôi, nhâm nhâm nhâm. Wow, ngon quá anh ơi, ngon quá anh ơi. Rồi, bây giờ tới lượt anh ăn. Nhâm 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 nhâm. Ngon quá, anh no rồi, anh no rồi. Bây giờ anh sẽ lấy thêm ít kẹo để tí nữa dọc đường mình ăn nha. Rồi, bỏ lên thùng Ben của anh nè. Trên con đường đi tới khu rừng của khủng long rất là xa, nên mình phải trữ đồ ăn theo. Rồi, lấy thêm một ít bánh pizza nữa nha. Rồi, bỏ lên. Ok. Được rồi, anh đi theo em sẽ dẫn anh tới khu rừng khủng long. Đi thôi. Bi 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 bi. Làm việc nhanh nào, làm việc nhanh nào. Chúng ta phải đào hết đống rác này ra, bỏ lên xe rác nha. Tiếp tục. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ những cái rác này vô trong xe rác nha. Rồi, mở ra, nhét rác vô. Tiếp tục nào, tới chiếc xe rác này. Rồi, mở ra, bỏ rác vô nha. Nhanh lên, nhanh lên. Beep, 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 beep. Oh, hello, xin chào khủng long. Hello, xin chào hai bạn Bully. Các bạn đi vô khu rừng khủng long chi vậy? Tụi mình đang đi tìm kiếm kho báu kẹo á. Bạn biết đường tới kho báu kẹo không? Chỉ tụi mình với. Đường tới kho báu kẹo hả? Mình không có biết, nhưng mà mình có cách giúp các bạn đó. Bạn có cách giúp tụi mình hả? Cách gì mau chỉ tụi mình đi. Được. Đây, để mình lấy cho. Đây là kẹo dẻo con mắt nè. Các bạn ăn vô đi. Khi các bạn ăn vô, các bạn sẽ nhìn thấy được kho báu kẹo. Wow, kẹo dẻo con mắt này lợi hại vậy sao? Kho báu kẹo nằm trong những cái bụi rậm rất là khó thấy. Các bạn ăn kẹo dẻo con mắt này vô, các bạn sẽ nhìn thấy ngay. Wow, vậy thì hay quá. Đâu, mình xé ra mình ăn thử coi. Con mắt này màu xanh và màu vàng nè. Bây giờ mình sẽ ăn con mắt màu xanh. Nhâm 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 nhâm. Wow, dẻo quá. Tiếp tục nào. Nhâm nhâm nhâm. Ngon quá à. Bully xe cậu ơi, em ăn đi, ngon lắm á. Đâu, em ăn thử coi. Rồi, mình cũng có hai con mắt luôn. Con mắt màu xanh và con mắt màu vàng nè. Rồi, lấy ra. Đó, ăn thử coi. Nhâm nhâm. Wow, dẻo và thơm quá đi. Nhâm 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 nhâm. Wow, em ăn cái kẹo này vô mắt em sáng ra anh ơi. Khủng long ơi, tụi mình cảm ơn bạn nhiều nha. Ở đây tụi mình có ít kẹo nè, các bạn ăn đi. Đây là kẹo dẻo bánh pizza nè. Còn đây là kẹo dẻo trái đất, kẹo dẻo hành tinh nè. Đó, các bạn ăn đi nha. Ăn đi rồi làm việc tiếp. Wow, Bully cho tụi mình nhiều kẹo quá. Mình cảm ơn Bully nha. Thôi, các bạn đi tìm kho báu kẹo đi. Được rồi, tụi mình đi tìm kho báu kẹo đây. Tạm biệt khủng long nha. Beep, 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 beep. Thì ra hai bạn Bully đi tìm kho báu kẹo. Mình phải đuổi theo mới được. Beep, 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 beep. Anh Bully xe Ben ơi, anh Bully xe Ben ơi. Hình như trong này là kho báu kẹo đó anh. Wow, nhiều cây quá. Ý, đúng rồi. Bên trong này có kẹo nè. Rồi, bây giờ em sẽ đi vô cạn những cái lá cây này ra nha. Wow, nhiều kẹo quá anh ơi. Nhiều kẹo chưa nè. Chúng ta đã tìm thấy kho báu kẹo rồi. Bên trong này có rất là nhiều kẹo luôn. Có kẹo bánh hamburger, kẹo mút nè. Có kẹo dẻo trứng. Còn đây là kẹo gì đây? Đâu, em mở ra coi. Wow, thơm
thơm quá, thơm quá. Ý, đây là kẹo nhẫn nè, kẹo nhẫn rất là đẹp luôn nè anh ơi. Kẹo nhẫn này có mùi nho. Đâu, anh ăn thử coi. Nhâm 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 nhâm. Wow, ngon quá, ngon quá. Tiếp tục, đâu em ăn thử nha. Nhâm nhâm nhâm. Wow, ngon quá đi, ngon quá đi. Wow, các bạn Bully tìm thấy kho báu kẹo rồi ha. Cảm ơn các bạn Bully nhiều nha. Ủa bạn là ai vậy? Sao bạn lại cảm ơn tụi mình đâu có biết bạn đâu. Mình cảm ơn vì các bạn đã tìm thấy kho báu kẹo giúp mình. Bây giờ các bạn có thể đi về nhà được rồi. Không được, vất vả lắm tụi mình mới tìm thấy kho báu kẹo. Sao tụi mình đi về được chứ? Mình nói nhẹ nhàng các bạn không nghe đúng không? Đi về đi, đi về đi. Kho báu kẹo này là của mình. sợ quá, mau chạy thôi, chạy thôi. Cuối cùng mình cũng lấy được kho báu kẹo. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái kẹo này trước. Wow, kẹo chẻo hamburger. Đói bụng quá, mấy ngày nay mình chưa ăn gì hết. Đói quá đi. Wow, kẹo dẻo hamburger thơm quá. Rồi, ăn thử coi. Nhâm 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 nhâm. Wow, ngon quá, ăn hết luôn. Nhâm 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 nhâm. Tiếp tục. Bây giờ mình sẽ ăn cái nào đây? Ý, ở đây cũng có một cái kẹo dẻo gì nè. Kẹo dẻo sushi hả? Đầu xé ra coi. Wow, thơm quá. Đầu tiên cái này là cái gì đây? Cái này là trứng cá nè. Nhâm 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 nhâm. Tiếp theo. Wow, bánh bao hả? Nhâm 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 nhâm. Wow, ngon quá. Còn cái này, cũng là trứng cá luôn. Nhâm 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 nhâm. Ngon quá. Còn hai cái này là gì đây? Bánh bao. Còn cái này là trứng cá nữa nè. Rồi, ăn hết luôn. Nhâm 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 nhâm. Ngon quá. Tiếp tục. Ở đây có cái gì đây? Kẹo mút. Thì mình rất là thích ăn kẹo mút. Đầu xé ra coi. Wow, kẹo mút này thơm quá đi. Nhâm 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 nhâm. Wow, ngon quá. Nhâm 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 nhâm. Trên này còn cái gì đây? Wow, kẹo dẻo trứng nè. Ngon chưa. Xé ra coi. Wow, thèm quá. Kẹo dẻo trứng này chắc là ngon lắm đây. Bên trong này còn có kẹo nổ nữa. Rồi bây giờ mình sẽ xé ra. Đổ trứng ra nha. Đây, úp lại. Wow, rồi đổ kẹo nổ vô nha. Xé ra. Wow, rắc lên. Có cái tiếng xèo xèo nè. Hay quá. Ăn thôi. Nhâm. Wow, ngon. Nhâm. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ mang hết những cái số kẹo này về. Nhâm. Thôi em đừng có khóc nữa mà. Mất hết kẹo rồi. Bip. Ủa, Bully, sao em khóc ở đây vậy? Anh Godzilla ơi, hồi nãy tụi em tìm thấy kho báu kẹo rồi, nhưng mà có một bạn khủng long giành hết kẹo của tụi em. Hả, cái gì? Có một bạn khủng long giành kẹo của tụi em hả? Thôi Bully xe cậu, em đừng có khóc nữa. Để anh lấy lại kẹo cho em nha. Anh Godzilla lấy lại kẹo cho em hả? Em cảm ơn Godzilla nha. Bạn khủng long đó ở đâu? Mau chỉ anh, để anh lấy lại kẹo cho. Dạ anh ơi, bạn nó đang ở đằng kia kìa anh. Được rồi, các em ở đây đi, bây giờ anh đi qua đó xem sao. Bip. Nè, khủng long. Nhầm. Hả, Godzilla, bạn đi đâu vậy? Đâu ra mà bạn nhiều kẹo quá vậy khủng long? Cái này á mình mới tìm được đó. Nhìn ngon không? Ngon lắm, nhưng mà không ngon bằng đồ ăn của mình đâu. Bạn có muốn thử không? Đồ ăn của bạn hả? Đâu, đưa cho mình xem coi. Nếu mà ngon á, mình sẽ đổi số kẹo này lấy đồ ăn của bạn luôn. Được. Đây. Mình có đùi gà nè, gân gà siêu cay nè. Đó, bạn ăn đi nha. Bạn có đùi gà với gân gà luôn hả? Hấp dẫn quá vậy. Đâu, mình ăn thử cái này coi. Té ra, thơm quá à. Đâu, ăn thử coi. Nhâm. Wow, ngon quá. Nhâm. ngon quá. Nhưng mà hơi cay nha. Tiếp tục. Không sao, mình ăn cay được mà. Bây giờ mình sẽ ăn cái đùi gà này. Wow, xé ra coi. Đùi gà to quá đi. Đâu, ăn thử coi. Nhâm. Ngon quá. Nhâm. Nhưng mà cái đùi gà này còn cay hơn cái hồi nãy nữa. Sao mà cay quá vậy? Ngon mà cay quá Godzilla ơi. Không sao đâu, cay xíu hết à. Không, nhưng mà cay lắm. Cay quá. Sao càng lúc càng cay quá vậy nè. Cay quá, phải đi kiếm nước uống mới được. Nước.
không ăn cay được mà nói ăn cay được, xạo quá đi. Cuối cùng mình cũng đã cho khủng long ham ăn một bài học rồi. Thôi mình sẽ lấy số kẹo này về mang cho Bully lại nha. Các bạn ơi, các bạn thấy khủng long có ham ăn không? Các bạn có giống như khủng long nha. Bây giờ trời cũng đã trưa rồi, mình đi về nhà đây. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.